Xin chào các bác, chào mừng các bác đã trở lại với trang Kính Cổ Kính Xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em ấn nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video nó bị tưởng quả chuông. Để mỗi khi lên video thì thống YouTube sẽ gửi qua tin nhắn tút rằng em vừa lên video. Vì ngày nào, hàng ngày đều có video để tránh mất thời gian nên em sẽ vào phim ngày hôm nay. Phim ngày hôm nay em có cái kính Amo 3 răng bản lề kép size là 140 bọc vàng, kính được sản xuất giai đoạn thập niên 1950. Mắt màu xanh rau muống, còn rất là mới, rất là đẹp, nguyên zin toàn bộ. Và con này thì là bản to bản đều, cầu to cầu đều. Đấy, các bác thấy được là rất mới nhé. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, số điện thoại là 091 656 6826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh ở xa hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng cái phương tiện là bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví về phương tiện đó. Thời gian gửi là từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất là 3 4 ngày tùy theo thiên tai, dịch bệnh, bão lũ. Càng bên phải nó có cái chữ Amo, mọi thông tin rất là rõ ràng, luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả nữa. Cầu giữa nó có chữ Amo và hai cái chuyện vuông logo của hãng từ ngày xưa ngày xưa. Kính thì còn rất là mới, rất là đẹp và đều. Về cái dòng mắt này, các bác nào mà không thích thì có thể thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết, bởi vì nó giải quyết được rất nhiều tính năng. Nên tránh vì thế, nhưng nhiều các bác mua kính ba mảnh vàng đúc mấy chục triệu, thật mấy trăm triệu, nó hơi lãng phí. Thay vì đó mình mua cái kính Amo bọc vàng này, mình bỏ cái đôi mắt màu xanh này đi, mình thay vào cái mắt trắng hoặc mắt cận thị, lão thị, viễn thị, nó giải quyết được rất nhiều tính năng. Có nghĩa là đến một thời điểm nào có tuổi thì các bác bỏ cái mắt xanh này hoặc mắt trà đi, thay bằng cái mắt cận thị, lão thị, viễn thị. Đó là cái giá trị cực kỳ lớn. Thứ hai là nó rất là nhẹ nhàng đấy, mà nó giảm về mặt kinh tế, chứ tránh tình trạng là mua con này xong cuối cùng là mua con vàng đúc nữa thì nó hơi lãng phí. Ở đó, nó đây là cái góc độ chia sẻ cũng như quan điểm của em thôi. Chứ cần một số bác nào mà có điều kiện kinh tế thì chơi vàng đúc cũng được, nó tùy theo kinh tế thôi. Giá cực kỳ em 7.400.000, hay còn gọi là 7.400k. Sản phẩm bán ra luôn luôn được bao trích bao test toàn cầu, trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán, về thời gian bán hàng em luôn ghi bên dưới video rất rõ ràng. Về thời gian là từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, với từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả các ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lấy ngày Tết, với điều kiện bắt điện thoại cho xem. Tránh tình trạng đến nơi xuất quá, em đi gửi hàng và đi giao lưu đồ cổ đồ xưa, đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh em và về người thân. Các bác nhớ là trước khi đến điện thoại trước, em nên tiếp đón từ xa và lắng nghe thấu hiểu những cái gì bác nói với em, tư vấn cố vấn cho các bác chơi món đồ cổ đồ xưa gì hợp tình, hợp lý, hợp ví, hợp trong một gu. Đó là giá trị cực kỳ lớn mà khi đến với những cái shop chơi đồ cổ, món đồ cổ lâu năm, như bọn em là hai mấy năm và 30 năm, em và một số anh em ở Sài Gòn, số điện thoại của em cũng trên 20 năm rồi, 21 năm rồi, thì các bác có thể hỏi tổng đài. Chỉ cần ngày nay thì với phương tiện đúng là chúng ấy, thì một số đối tượng xấu họ bán hàng qua những cái trang thương mại điện tử, bán qua app không địa chỉ, không số điện thoại, rồi bán qua trang mạng xã hội, toàn nhắn tin qua phần tin nhắn Messenger, rồi tin nhắn qua các app đó, và cho ship đến. Cho nên là đến khi có thắc mắc điều gì là thôi, cứ nó ủ tái quyền luôn. Đó là một điều rất là nguy hại. Thứ hai là nếu nó có đề số điện thoại thì cũng chỉ là những cái sim số khuyến mại, không địa chỉ, và địa chỉ thì toàn địa chỉ linh tinh, địa chỉ lung tung, mua bán thì hẹn nửa đường, hẹn chỗ nọ chỗ kia, hẹn cà phê, không hẹn cà phê được, anh ở đâu em hôm qua xem em mua thôi. Rất nhiều các bác bị dính vào những cái kính, rồi đồng hồ đeo tay, quần áo, rồi dép ví thắt lưng hàng hiệu. Em khuyến cáo chân tình là mua bán bất kỳ đồ cổ đồ xưa hay là quần áo hiệu, mục sở thị tại nhà, có làm sao có thể đơn bạn được. Thứ hai, các bác mua bán ở nhà những cái shop mà có thương hiệu lâu năm, được đảm bảo pháp nhân pháp lý, đó là cái kinh nghiệm. Tại vì một số bác thắc mắc tại sao kênh của chú triển khai hơn 5 năm mà có 1.700 đăng ký kênh. Cái này em cũng giải thích và phân tích rất nhiều rồi, bởi vì là em làm phương châm là làm là hữu sản tự nhiên hơn, không câu like, không câu view, không thuê một đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale mà không để like để view. Giống như một số bên khác là thuê một đơn vị quảng cáo marketing sale mới làm được 1 năm, 5 rưỡi 2 năm mà đã 15, 16, 17.000 đăng ký kênh theo dõi, vì em thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale để like để view rồi. Đấy, còn em làm cách hữu sản tự nhiên hơn thôi.
một cách chân tình, chân thật, chân thành nhất. Đó là cái giá trị bác nhận được. Giá là 7 triệu tư nhé. Vâng, 7 triệu 400 nghìn hay gọi là 7 triệu tư. Ngày hôm nay thì em chia sẻ với góc độ với các bác một số cái tình huống, đó là về đa cấp đồng tiền ảo cũng như sàn vàng forex, và đặc biệt là vấn đề hack tài khoản, hack dữ liệu. Tại vì là em cũng nhận được một số cuộc điện thoại, một số bác thậm chí khi đi thẩm định định giá đồ thì có một số người anh em người nhà các bác cũng đã có hỏi về vấn đề này, thì em đã nói rồi, em sẽ chia sẻ video và các bác xem và theo dõi video là tốt nhất. Bởi vì nếu mà em ngồi lại nhà các bác thì rất mất nhiều thời gian, bởi vì là em còn đi thẩm định và đánh giá, cũng như gửi đồ rất là nhiều công việc của mình, em quán xuyến hết tất cả rồi, là làm hành chính và thiết bị đấy là dược nữa. Cho nên là em sẽ nói trên video, các bác nào mà chưa hiểu chưa thông có thể xem cái video trước và những video này thì sẽ hiểu tại sao là mình tránh đa cấp, tại sao mình tránh cái đồng tiền ảo, tại sao mình tránh cái sàn vàng, tại sao mình phải tránh cái trường hợp như là hack tài khoản dữ liệu. Thứ nhất, về nói về hack tài khoản dữ liệu thì là những đối tượng xấu họ rất là mưu mô và lưu manh. Đặc biệt là có thời điểm đang chống dịch này thì các đối tượng xấu họ luôn gửi cái đường link qua cái tin nhắn, là tin nhắn đa phương tiện. Trong đó là chứa cái mã độc, mà cái mã độc này khi các bác vô tình kích vào thì nó xâm nhập vào máy các bác, nó hack nó tài khoản, hack dữ liệu của danh bạ các bác, và từ cái dữ liệu danh bạ các nó gửi cho các bạn bè anh em các bác. Chính vì thế là những anh em và các bác không biết, tưởng rằng là các bác gửi lại cũng kích vào, vô tình là bị lây nhiễm mã độc, và cái virus đấy nó sẽ tìm cách đánh chiếm cái thông tin về tài khoản ngân hàng cũng như nhiều tài khoản khác để nó đánh cắp về cái mật khẩu rồi mã OTP đấy. Cho nên là các bác hãy lưu ý nhé, những cái tin nhắn và nó giả danh tin nhắn ngân hàng, rồi giả danh tin nhắn của Bộ Công an, rồi là quân đội, rồi bên Viettel, rồi bên bên Bộ Y tế phòng chống dịch, thì các bác hết sức lưu tâm lý là mình phải đề phòng những cái số điện thoại tổng đài, hỏi trực tiếp tổng đài, và nếu mà cần thiết gần cơ sở y tế thì mình hỏi cơ sở y tế hay hỏi học hoặc là công an chính quyền thì mới nắm được rõ. Bởi vì là những đối tượng xấu họ hay giả danh những cuộc điện thoại nặc danh, thậm chí là những cuộc điện thoại nặc danh nó gọi để nó mang tính chất là đe dọa, ví dụ như là nhà anh nhà chị đang nợ khoản tiền điện này, nếu mà phải kê khai trong thông tin để chúng tôi xác minh lại tiền tài khoản, thì cái đấy hết sức lưu tâm ý nhé, hỏi công an chính quyền địa phương đấy, và hẹn gặp tại công an chính quyền địa phương, công an xã, công an phường nơi cư trú. Đấy là những đối tượng các tài khoản dữ liệu nó hay có cái chiêu trò. Tại sao em nói lên vấn đề này? Bởi vì rất nhiều đối tượng họ điện thoại nặc danh, cũng như là thỉnh thoảng có cái đối tượng như là Dương Lê Văn Dương hay bình luận đều, bởi vì là đối tượng làm về đa cấp, đối tượng làm hack tài khoản dữ liệu, mà khi em nói lên thì đối tượng rất acai, đối tượng tìm cách phá. Nghe em vẫn cứ nói, em nói càng nói nhiều nữa, giống như CEO Nguyễn Phương Hằng đã từng nói rồi, phải bới móc cho chúng nó ra để làm sạch cái xã hội. Đúng thật. Đấy, và em và một số anh em cùng với chị Nguyễn Phương Hằng phải bới móc chúng nó ra, bởi vì là chúng nó là cái hệ bị của xã hội, là cái tế bào ung thư của xã hội, cho nên mình phải lôi chúng nó ra để cho sạch cái xã hội này. Bởi vì khi đối tượng hack tài khoản dữ liệu đấy, nó sẽ bằng cách một là gọi điện, hai là gửi tin nhắn, thứ ba là nó còn giả danh giữa người mua và người bán. Chẳng hạn nó giả danh người mua là bọn nhà bác bán cái đồ tạp hóa hay là vật liệu xây dựng hay cái đồ gì đấy, thì nó giả danh là ok đồng ý rồi, thì nó bảo bây giờ nó giả danh là nó người nước ngoài, nó gửi tiền về, nó sẽ gửi qua đường link này, nhập vào đường link này, kích vào đây, ấn chữ đồng ý, thì nhiều bác vô tình vô ý hay vô tình vô ý em không biết, nhưng mà rất nhiều bác bị dính và kích vào đường link sang nhập mật khẩu OTP, thế là bị đánh cắp dữ liệu. Đó là cái điều cực kỳ rất đáng tiếc. Thứ hai nữa là nó giả danh là anh em bạn bè xa gần xa đấy, để nó đặc biệt là cái Facebook hay là cái Zalo, thì nó bảo là tại vì là nó giả danh là người bạn, vì có những người bạn hay anh em bạn bè bị mất tài khoản Zalo, mất tài khoản Facebook, nó sẽ giả danh vào, nó đăng nhập nói chuyện như một người bạn lâu năm không gặp, sau đó hỏi và nhận tiền hộ. Nhận tiền hộ một cách gì? Bảo nó gửi cái đường link, bảo cứ kích theo đường link đấy, xong nhập mật khẩu OTP vào để nhận tiền. Nhưng thực chất đó là nó đang đánh cắp dữ liệu. Hết sức lưu ý nhé, vấn đề chuyển tiền, nhận tiền nước ngoài thì các bác hết sức lưu ý này, mình phải ra ngân hàng làm các thủ tục, có thể mất vài chục nghìn, thậm chí vài trăm nghìn, nhưng rất là chắc chắn, bởi vì khi ra ngân hàng, các nhân viên ngân hàng họ có kinh nghiệm và họ biết được là cái đường link hay cái web này nó là chính thống hay không chính thống đấy, và tài khoản khi nhận tiền là bao giờ về đến tài khoản chính, bao giờ đến
đến tài khoản người ta nhận được, thì người ta sẽ nắm rõ quy trình, và quy trình đấy người ta sẽ nói rõ luôn. Đấy, đầu tiên các bác không biết, bác phải hỏi tổng đài, hỏi tổng đài gọi tổng, bởi vì những đối tượng rất lưu manh nhá, họ sẽ gọi tổng đài để họ sẽ làm cho tổng đài máy tổng đài luôn bận, nhưng mình vẫn phải gọi liên tục đến khi nhận được tổng đài. Thứ hai nữa là nên chờ vào những ngày giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy để mình gặp trực tiếp nhân viên tổng đài hoặc là nhân viên của ngân hàng đó. Đấy, thì đối tượng sẽ không đánh cắp một tài khoản. Đấy, chứ còn mình không nên nôn nóng, kể cả như rất nhiều đối tượng nó hay dục, nó đánh trống thúc dục là nhanh nhanh lên, rồi ở Sài Gòn hay trên miền Nam thì là mau lẹ lên, để mau lẹ lên đấy, trong Sài Gòn hay như thế. Thì các bác không việc gì nôn nóng, cho dù số tiền nhỏ số tiền lớn hay gấp gáp, cũng phải hẹn cho một ngày cố định vòng giờ hành chính trong tuần để xác minh là việc mua bán đấy như thế nào, giữa người nhận và người nhận hay người chuyển nó phải khớp nhau. Khớp nhau là cái gì các bác? Đầu tiên các bác phải gọi điện video, đầu tiên gọi bình thường, gọi điện bình thường, mình nhận ra cái giọng nói cần, à đúng giọng nói người bán, là đúng giọng nói người anh, người em, người bạn này rồi. Nếu mà mình cảm thấy nghi ngờ thì mình phải gọi video call, gọi video hình ảnh, là video Zalo này, video Viber này, video Messenger của Facebook này, rồi là rồi video Skype này, và rất nhiều phần mềm video khác, bây giờ rất nhiều cái phần mềm hỗ trợ gọi video. Thì mình phải gọi video, mình nhìn được đúng hình ảnh người thân mình, anh em, bạn bè, người nhà, thì lúc đó mình chuyển nó cũng chưa là muộn, đúng không ạ? Kể cả bệnh viện, nó có những bệnh viện, những ca cấp cứu người ta rất là dục cần tiền ngay, nhưng chỉ đặt trước một số tiền rất nhỏ, người ta có thể là cầm máu cầm yếu rồi ngày hôm sau trong mổ vẫn ok được. Nhưng đó tùy trường hợp, nhưng có trường hợp cần gấp tiền thì cũng thế. Nhưng mà trong cái điều kiện cho phép thì mình đầu tiên là mình phải hỏi tổng đài về cách thức nhận tiền từ nước ngoài, thứ hai nữa là mà nó sẽ đánh trống thúc giục là nó gửi đường link đến, mà có phải tôi phải nhập cái nhập theo đường link mã mật khẩu OTP này tổng đài. Nhớ là hỏi đúng số tổng đài nha, vì những số tổng đài nó rất nhiều số tổng đài giả danh. Đấy, tổng đài giả danh nó có rất tổng đài giả danh, có tổng đài của giả danh Vietcombank, nhiều tổng đài lắm. Là số tổng đài chính thống của các ngân hàng thì nên ra ngân hàng và lưu số tổng đài chính thống lại. Còn chứ không phải cái số mà nó gọi điện đến nó tự xưng là tổng đài. Bởi vì những có những số mà điện thoại em gọi đến nạc danh nhiều lắm. Các bác để ý những cái số điện thoại nạc danh nhé, đầu tiên nó gọi đến lên ấy thì nó cài sẵn là bản nhạc. Sau đó là nó sẽ làm theo hướng dẫn, ấn nút ấn số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Nhưng nếu mà điện thoại mà nghe bản nhạc thì đấy là cuộc điện thoại chờ của các nhà mạng thì bình thường thôi, nhưng mà điện thoại chờ đấy thì nó khác do với cái điện thoại của đối tượng nạc danh. Đối tượng nạc danh là gì? Là khi điện thoại chờ xong thì làm theo hướng dẫn, nó có câu là làm theo hướng dẫn, ấn nút số 1, số 2, số 3, số 4. Đấy. Nhưng nếu mà các tổng đài chính thống của các ngân hàng hoặc các nhà mạng thì là nó chỉ là bản nhạc rất bình thường. Nhưng mà khi mà tổng đài viên số 1 là ví dụ như là hỗ trợ về SIM thẻ, số 2 là mất SIM gì đấy, đấy mới là chính xác của tổng đài chính thống. Còn nếu mà những cái tổng đài giả danh hoặc là cái số điện thoại danh thì là bản nhạc đầu tiên, sau đó là làm theo số hướng dẫn đến số 1, số 2, số 3. Sau đó số 3 nó sẽ cài theo một cái mặc định là bạn đang thiếu tiền điện, hoặc bạn đang bị phạt nguội, hoặc là bạn đang dính vào cái đường dây dính líu đến ma túy, đường dây rửa tiền. Thì đấy bác hết sức lưu tâm. Đây là anh đang nói về phần chia sẻ của những cái đối tượng hack tài khoản, hack dữ liệu, để các bác nắm được. Tại vì là khi em đi tư vấn ở cố vấn đồ cổ đồ xưa, thẩm định đánh giá cho một số anh em bạn bè, thì là cái người nhà, có rất nhiều anh em người nhà cũng hỏi em vấn đề này, thì em cũng chia sẻ rất ngắn gọn đấy, và em sẽ nói trên video và tập trung nghe video thì sẽ hiểu đấy, và em nói sẽ rất là nhanh vì thời gian nó quá hạn. Cho nên là các bác hãy chú ý lắng nghe những cuộc điện thoại nạc danh như thế, là tránh tình trạng mình không làm theo hướng dẫn, có vấn đề gì mình phải hỏi tổng đài. Thứ hai là nếu bên ngân hàng thì ra ngân hàng hỏi, mà nếu bên tổng đài của Vinaphone, Mobile Phone, Viettel thì mình phải ra chính cái nơi đấy mình hỏi xem đúng là vào cái ngày này, giờ này, phút này, có phải bên tổng đài viên của mạng Vinaphone, Mobile Phone gọi tôi không, hoặc ra ngân hàng mà có phải đúng đây là số của tổng đài của ngân hàng gọi tôi vào ngày này, giờ này không, thông báo này không. Đấy, nó chậm một tí nhưng nó chắc, giống như ta gọi là hãy sống chậm lại một chút cho nó chắc chắn. Đấy, chứ không phải nhờ bác là vội vàng làm theo dẫn là thôi nó đánh cắp tài khoản ngay đấy. Đây là góc độ chia sẻ quan điểm không có lớp dạy đời, cũng là kinh nghiệm khi mà em đi ra nước ngoài, cũng như là trong nước ngoài, là em đã
từng va vấp và em từng chứng kiến rồi. Bởi vì khi em ra nước ngoài nó có tiếng, nó có tiếng Anh, nó còn bản nhạc, xong bắt đầu nó lồng cả tiếng các thứ mà nó tinh vi lắm đấy. Nhưng mà em chỉ một thoáng phát là em biết ngay. Còn ở Việt Nam mình nói chung là em chỉ nghe nhạc Triệu Đoán trên chương trình, ở xa thì em phách vị đến và gần đọc gia vị luôn. Cho nên đối những đối tượng mà nặc danh ấy, thì thông thường là nó chỉ gọi cài hệ thống, nó chỉ cài hệ thống cho cái bộ Trung Quốc nhé. Đây là bộ Trung Quốc. Tại sao những cái bộ Trung Quốc, những thằng mà nó luôn trốn cái đường tiểu ngạch, nó không đi chính thống đâu, nó đi tiểu ngạch nó sang. Thế là cái đợt vừa rồi, cách đây một tháng, thì công an quận Thanh Xuân Hà Nội cũng đã bắt nhóm người Trung Quốc sang. Thật ra đối những đối tượng người Trung Quốc sang đấy không phải để xin việc đâu, mà đối tượng nhóm Trung Quốc này thì đa phần, em nói đa phần những người Trung Quốc mà trốn sang Việt Nam đi theo con đường tiểu ngạch là lập nên cái đường dây, đó là hack tài khoản hack dữ liệu và đường dây đa cấp, đặc biệt hơn là cái đường dây về sàn vàng, tức là dựng lên những sàn vàng forex, sau đó thuê những người Việt Nam. Thuê ở đây là thuê những thằng thành phần học thức kém, trình độ dân trí thấp, có nghĩa là chỉ học hết cấp 1, cấp 2. Đấy, em ví dụ nhé, vào cách đây khoảng 6 năm về trước, 6 năm 7 năm về trước, năm 2014 hay 15 về đấy em không nhớ, là cái sàn vàng Khải Thái ở cái đường chuẩn ở cái tòa nhà Chavit, đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy. Đấy, quận Cầu Giấy Hà Nội. Thì các bác nào mà ở khu vực quận Cầu Giấy hoặc là nếu mà đã biết về cái tòa nhà Chavit thì biết rồi, mà có cái sàn vàng Khải Thái nó thuê gần như nguyên cả một tầng đấy, nó thuê phải nửa già cả một tầng, em không nhớ là tầng 18 hay tầng bao nhiêu. Thì có một đối tượng mà nó làm sàn vàng, nó đầu tiên nó gọi điện đến cho em, thì nói chuyện với em mà thôi, đến gặp mặt đi, nói chuyện đến nửa đầu ngõ em nói chuyện một lúc không giải quyết vấn đề. Sau đó mời một đứa cấp trên, tuyến trên, gọi tuyến trên, tổ trưởng, à đúng là tổ trưởng hay đội trưởng đấy, mời cấp trên để nói chuyện cũng không giải quyết vấn đề gì. Đến sau là nó à, thằng thằng đúng là tuyến trên, sau đó là đến một thời gian đó khoảng mấy ngày sau thì có một thằng trưởng phòng gọi điện, thì một thằng 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 lính sau nó gọi điện, mới sau nó xong nó bảo cũng là bên sàn vàng Khải Thái gọi điện thôi, sàn sàn vàng Khải Thái nhé. Em nói lại sàn, những cái sàn vàng ấy thì nó là có hình thức là đó là nó chơi theo cái mô hình là đánh theo cái đồng tiền, thứ hai nó là ủy thác đầu tư thì rất là nguy hiểm. Bởi vì sao, gần đây thì vừa rồi công an Hà Nội nó cũng phá đường dây, với cả công an Hải Phòng nó phá đường dây về sàn vàng đấy, thì các bác xem lại các bác phải thấy hiểu ngay. Có trang, một số trang mạng xã hội dân trí 24 giờ nó cũng có đăng. Thì các bác cái sự em kể tiếp nhé, thì là nó gọi điện cho em, thì xong thằng trưởng phòng nó gọi điện, thì xong đến thằng nhân viên đấy thì là nó thằng nó thằng thằng tổ trưởng, thì nó tiếp xúc với em, cũng gặp trực tiếp. Xong nó bảo anh ơi, nó bảo anh ơi thì là anh Việt, anh ơi thì là vừa rồi là anh trưởng phòng của em vừa gọi điện cho anh đấy, mà anh ấy toàn làm VIP, anh ấy toàn làm VIP mà là rồi là toàn VIP với đại gia thế nọ thế kia. Thế em bảo này, trưởng phòng đối với mày còn đối với tao chỉ là rác rưởi. Em bảo trưởng phòng của cái sàn vàng rồi là các công ty về thực phẩm chức năng đa cấp, các công ty về đồng tiền ảo, đối với tao chỉ là rác của rác rưởi. Bởi vì cho nói mày biết là nên đây là chúng mày đang theo hình thức đa cấp và cũng chỉ đi lừa đảo người ta khác thôi, lừa những người nhà giàu biết không. Còn nếu chúng mày đủ gan đủ bản lĩnh nhá, mày vác cái hợp đồng và chữ ký con dấu từ thằng trưởng phòng, thằng phó đốc, tổng đốc ở đây đến ký với tao, ký cam kết ở đây nha, riêng sàn vàng, thì cậu mẹ chột mẹ luôn, cậu lúc sau còn dập máy đấy. Đây là cái kinh nghiệm thôi chứ không có, em không có lên lớp dạy đời gì cả. Bởi vì những cái sàn vàng em phân tích cho các bác đó rất nhiều lần rồi, là đều là nó theo một cái mô hình đó là đa cấp, đấy, tầng tầng lớp lớp tầng tầng lớp, nó có rất nhiều mô hình nhị phân rồi là lục phân, rồi nó nhiều lắm, rất nhiều mô hình, nói qua mất rất nhiều thời gian nên em chỉ nói sơ qua. Đặc biệt là ngày nay thì với năm mấy 5 năm trở lại đây thì cái đồng tiền ảo nó lên ngôi. Tại sao nó lên ngôi? Bởi vì là những đồng về Bitcoin ở trên năm được một số các cơ quan liên quan ở Mỹ và châu Âu thì nó công nhận, nhưng không phải là công nhận 100%, nó chỉ công nhận được đến gọi là lưu hành trong vấn đề thanh toán qua những cái giao dịch nhỏ lẻ của những cái mua bán siêu thị nhỏ lẻ thôi. Còn về những ngân hàng chính thống, ngân hàng Duma Quốc gia Nga hoặc là ngân hàng các ngân hàng của châu Âu rồi ngân hàng Mỹ, thì tất cả ngân hàng đấy không công nhận cái đồng tiền Bitcoin hay đồng tiền Ethereum, đồng tiền nào không công nhận. Em nói lại một lần nữa này, tất cả các đồng tiền nào trên thế giới là chưa một ngân hàng chính thống nhà nước nào công nhận, chỉ có một số những siêu thị nhỏ lẻ họ không bán được hàng, họ để kích cầu cái hàng đấy, họ chấp nhận thanh toán cái đồng tiền nào đấy.
nhưng đấy là cái trò gọi là lưu manh và gian lận thế thôi. Còn đến khi mà nhà nước truy thu thu thuế ra của những cái đồng tiền đấy qua các siêu thị đấy thì bị đánh thuế rất là nặng đấy. Nên chính vì thế là ngân hàng Duma Quốc gia Nga họ không có nhận, và những ngân hàng chung châu Âu, rồi một số ngân hàng của Mỹ, rồi ngân hàng toàn bộ các châu Âu là không công nhận. À, trong khi đó thì là Việt Nam mình, những cái sàn như là sàn FPT Chatter Manager của Sài Gòn đấy mới bị sập cách đây khoảng một tháng, thì em đã có phân tích rồi là những cái sàn đấy đa phần là chỉ 6 tháng rồi. Những cái sàn như sàn bây giờ đang đồng tiền ảo của Việt Nam bây giờ là TH36 đấy, đồng TH36 nó cũng chỉ được vài tháng, mà em cũng dự định là chỉ 6 tháng đến 1 năm là cũng thăng đường thôi. Và rất nhiều đồng tiền ảo khác ở Việt Nam họ lập lên với những cái tên rất nghe rất là kêu, lập lên với những cái đồng tên bằng lập bằng tiếng Anh, đăng ký tên miền rồi là hosting domain từ nước ngoài. Chính vì lẽ đó mà rất nhiều các bác lầm tưởng là à, đây là đồng tiền của nước ngoài. Thực chất là không phải đâu nhá, đấy là nó chỉ là mượn danh nghĩa thôi, mượn danh nghĩa và đăng ký theo cái kiểu bản quyền, được thì được, không được thì thôi, nhưng mà đa phần là nó chưa được công nhận. Phải, nếu mà được công nhận thì các bác phải nên biết rằng là những ngân hàng Duma Quốc gia Nga, ngân hàng chung châu Âu, đấy, hoặc là một số ngân hàng của Mỹ, ngân hàng lớn của Mỹ công nhận và được thế giới công nhận thì mới là được được quy hình chuẩn đấy. Chứ còn nếu bây giờ đang trong vào cái phương châm này thì tất cả các đồng tiền ảo đó là đều là vi phạm và phạm pháp pháp luật, có thể họ sẽ bị tù. Bởi vì sao? Bởi vì luật nhà nước Việt Nam mình chưa quy định cho vấn đề lưu hành đồng tiền và thanh toán đồng tiền, chính vì đồng tiền ảo đó nhé. Chính vì thế là các đồng tiền ảo đang giao dịch cách bất hợp pháp, có thể bị xử lý về dân sự cũng như hình sự tùy theo mức độ nhé. Đây là các độ chia sẻ quan điểm không lên lớp không dạy đời, và cũng để cho các bác nắm được để bảo hoặc là dặn dò anh em người nhà, đặc biệt là các chị em phụ nữ của các bác. Rất nhiều các em chị phụ nữ giấu chồng giấu con rồi là cũng đi chơi ba cái đồng tiền ảo, đi chơi sàn vàng đấy. Và đến khi tiền mất tật mang rồi mới rất nhiều những cái vụ mà coi như là vợ giấu chồng rồi giấu con đi chơi, khi mất tiền rồi nhà cửa lục đục, thì đấy là cái điều rất là đáng tiếc. Cho nên là các bác hết sức né tránh từ xa đồng tiền ảo. Những đối tượng xấu họ lồng ngắt rất là hay, có những cuộc gọi điện thoại là chứng mời này, mời chứng khoán, mời cổ phiếu. Thật ra trong cái chứng khoán cổ phiếu thì nó sẽ có lồng ghép do những cái sàn vàng, và sàn vàng em nói rất rõ rồi là nếu tất cả các sàn vàng ảo đều theo cái mô hình đa cấp hết, tất cả các sàn vàng ở Việt Nam mình, tất cả các sàn vàng Việt Nam mình luật và chính phủ chưa cấp phép cho những cái sàn vàng được hoạt động ở Việt Nam, em nói khẳng định lại nữa, chưa cấp phép. Còn đặc biệt là những cái đồng tiền ảo cũng như cái sân chơi về những cái đồng tiền ảo đa cấp, nhà nước mình càng không cấp phép, càng cấm. Thế nên chính vì thế là khuyến cáo bác rằng không nên chơi đấy. Đây là cái góc độ chia sẻ quan điểm thôi. Một lần nữa rất cảm ơn các bác luôn quan tâm dành thời gian xem và theo dõi video của em. Bác nào yêu quý thích kênh Tiếng Cổ Việt Xưa thì đăng ký kênh màu đỏ bên phải và nút biểu tượng quả chuông để mục lên video, hệ thống YouTube sẽ gửi nhắn rất nhanh đến các bác. Xin chào và hẹn gặp lại phiên sau. Cái kính này có giá là 7.400.000 AMO, cầu to cầu đầy bằng to bằng đều nhá. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác phiên sau.